Đây khu Mesa Ridge, những căn nhà bạc triệu đô, có cái view bạc triệu đô. Thank you. How are you today? Good. Do you have anything under 2 million? Well, we start at 1.6, but it depends on home site premium. So those, the newest ones we have are going to start at 800 to 900,000. So that probably not quite, but we will have in the future different home sites at lower premiums. So it's going to be built here? Uh-huh. Okay. Yeah. What does that mean? So you have models that start at 1.6? Correct. But the home site premium is in addition to. How much is the home site premium? They vary, but this is going to be my newest release. They are 800,000 to 900,000 for the dirt, in addition to your 1.6 starting price. Oh, so that's why in total it's still 2.4 million. Mm-hmm. Correct. Oh, I see. Mm-hmm. But we're going to have different ones at different premiums, so we have some over here as well, so future releases may have lower premiums. Oh, future maybe had a reduced price. Correct. So just for the dirt, yes, but the actual base price does not go down. Why you say the dirt? Is it dirt? Is the soil or the land? Yep. The land. The lot. Okay. Mm-hmm. So. Okay. And let me get you signed in real fast. I'll go grab your price sheet. Okay. Just need your first, last, and then a zip code, and then you're all set. And build plan here, so it's 24 months, so home sites are sold at a highest and best bid. So we'll have the starting premium, you bid your highest and best. If you're the winner, you get to go to contract. And then from contract to keys is 24 months. So how much is the deposit for? It's going to be 10% of the base price, and then 20% of your home site premium. So it can be anywhere between 250 to 500,000 up front. And during the construction, can we have the inspection for the quality, or do we just wait until 24 months and come back and take a look? You're more than welcome to have inspections during the build process. Oh, good. Mm-hmm. Thank you. Sure. And then I'll get that for you. Thank you. So, and that's our price sheet. Mm-hmm. Thank you. And then our models are going to be through the second door. Thank you. And then there's water in the fridge of all the homes, so please help yourself. Sure. Thank you. Thank you. Enjoy. Mm-hmm. Vậy là tương lai nó còn có giá giảm nữa đó. Mà chắc chắn là giá giảm thôi. Bây giờ thị trường này mà cứ đòi chèo cao hoài. Ok, căn đầu tiên đây. Design rất là thoáng và đẹp ha. Cầu thang này nhìn rất là dễ thương. Wow, look at that. Nhìn cái này là một cái unique của tụi Tone Brother ha, nó để cái tivi ở trên một cái tường rất là cao, đục trên trần nhà luôn. Trần nhà này cao ít nhất phải 20 mấy feet luôn á. Trần nhà. Sofa để đây. Ở đây có cái view của cái pool của họ. Nhìn rất là relax ha. Cái này cái pool nhẹ nhỏ nhỏ xinh xinh rất là sang. Đây là cái view đắt tiền đây đó. Nếu mà ban đêm á nhìn sẽ có những cái ánh đèn của City View nha. Hiện giờ là chưa thấy cái Las Vegas Strip đó. Đây barbecue ra hiên.
đây là kitchen. Nhà thì rất là bự. Nhà này 4.003 square feet cái nhà không, nhưng mà cái đất thì nhỏ nhỏ thôi. Đất nhiều khi có 8.000 square feet. Bếp. Nhìn đây từ góc này đây. Quá đẹp luôn. Đây. Đây là cái closet để pantry đồ ăn khô hay gì. Đây là bên trong đây có cái chỗ để thay đồ. Mình chắc đi ra garage. Trần rất là cao đẹp ha, thoáng sáng. Nhà trí rất là đẹp. Nhìn rất là sang trọng ha. Ở dưới này có cái phòng kiến nữa để làm cái office. À, một cái good design này. À, có thể mở ra để làm cái office. À, có privacy hoặc là đóng lại, mở ra thì nó thoáng mở ra. Còn nếu đóng lại thì có cái privacy. Còn đây là cái toàn cảnh của cái phòng khách này. Ok. Cái đằng sau của cái cầu thang á đó, họ cũng làm cho nó đẹp lên và có thể dùng làm một cái gì đó sau này đó. Đây là ngoài patio có thêm một chỗ mát mát để có thể ngồi. Design rất là đẹp, rất là có tính toán, rất là hay nha. Đó, mình sẽ xem đây. Đây có một phòng ở dưới đất. Đấy, cái phòng rất là đẹp ha. Bên trong có toilet riêng. Toilet riêng. Đây là cái phòng tắm. Đây là closet. Rất là đẹp. Đây là cái chỗ bàn sinh rửa mặt. Ok, cái phòng ngủ vừa rồi. Dạ, trần nhà chắc 12 feet đó, rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình lên lầu nha. Coi ở trên internet rất là nhiều rồi, hôm nay mới chính thức được nhìn thấy cái design của The Tom Brother. Rất là đẹp đây. Qua cái cửa sổ này cũng có thể thấy cái view của view của Las Vegas trip này. Đó, cái sổ này. Ban đêm mới thấy đèn nha, bây giờ sáng thì chỉ thấy mấy cái building thôi. Để phải trước. Phòng cũng nhỏ nhỏ vừa vừa. Cái closet rất là sang trọng. Đây là cái toilet. Bài trí rất là dễ thương. Đàn guitar. Đó, giường ngủ. Ai mà có tâm hồn nghệ sĩ ở đây rất là thích này. Đó. Cái phòng thứ hai trên lầu. Cái phòng này nhìn
elegant á, nhìn thấy sang sang, đẹp đẹp, dễ thương. Closet. Toilet. Phòng thứ 2 trên lầu. Đây, phòng này có vẻ baby hơn. Phòng không có lớn nha, cũng vừa vừa thôi, nhưng mà rất là bài trí, rất là sang trọng và đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Đây, toilet. Trần cao 12 feet ạ. Đây, closet. Họ để dành nhiều room á, để chứa đồ. Sau này sẽ không bị nhìn cái nhà nó bị rắc rối, nhìn nó không có được gọn gàng á. Nếu mà có nhiều chỗ chứa thì sẽ để được đồ nhiều. Phòng máy giặt đây. Thiết kế màu đen, màu đậm màu. Đây, view núi. Đây là cái bồn tắm, nhưng mà có cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy cái view núi này. Quá là sang. Toilet. Phòng tắm. Closet hit and her. Bên của vợ, bên của chồng. Đây có cái balcony nhỏ nhỏ để có thể ra ngồi những lúc đêm nóng, có thể nằm ngồi coi tivi luôn. Hay quá ha. Đó, mọi người nhìn thấy đẹp không? Một khi mà người Mỹ họ đã design rồi là design cho tới luôn. Đẹp mỹ mãn luôn nha. Đó, thấy chưa? Nhìn đấy, thấy nguyên cái view của City View. Có cái bar nhỏ nhỏ. Toilet bên này. Đây là một cái phòng khác nữa. Đối với Master bedroom. Dài quá sang trọng nè. Cái vải này nhìn thế thôi mà nhìn để lên lại rất là đẹp. Nhiều khi chỉ cần biết cách trang trí thôi, đơn giản nhưng mà lại rất là đẹp nha mọi người. Không cần phải rườm rà. Đó, có cái tivi đây luôn. Đây, this is the trip view. Đó. Cái này là million dollar money. Mình phải trả số tiền rất là lớn để có được cái nhìn này cho mỗi buổi tối nha. Bây giờ vào ban ngày á thì chỉ nhìn thấy những cái building, high sky building xa xa thôi. Ban đêm á, mọi người có nhìn thấy cái building vàng vàng này không? Đó, là cái building của hình như The Trust hay là Trump Tower, đúng không? Trump Tower thì phải. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây cũng có cái chỗ ngồi để chat. Cái cách họ design quá hay. Design để làm cho mình có cảm giác mỗi một góc nhà là một cái nơi để cho mình có thể ngồi relax, enjoy cho từng lý do một. Có thể là công việc, có thể là coi tivi giải trí, có thể là ngồi nói chuyện với cả người thân. Ok, nếu mà mình muốn để cái ở dưới giống như là sưởi, ở trên là cái bức tranh, nhưng mà sau này có thể để tivi nè. Đó.
Rồi, đó là căn unit 1. Rồi, thôi chào mọi người nhé. Em sẽ làm cái video clip cho unit 2.